Thân mến, chào mừng các bạn. Chúng ta trở lại kênh Mr. Long Linh. Let's learn. Chúng ta tiếp tục với các video về từ vựng của Unit 1, sách giáo khoa mới tiếng Anh lớp 9 của chúng ta các bạn ha. Chương trình mới này. Và phần 3 này, đây là phần cuối của từ vựng từ từ số 28 đến từ 38, 10 từ nữa thôi, 11 từ nữa thôi. Từ thứ nhất trong video này, từ take cover. Từ take cover này á là một cái cụm động từ rất là hay, là bắt đầu để kiểm soát cái thứ gì đó. Chúng ta gọi là tiếp quản hay là kế nhiệm hay là nối nghiệp cũng được. Đó, từ tiếp quản hay kế nghiệp hay nối nghiệp được, bắt đầu kiểm soát hay là khống chế cái gì đó, coi là kiểm soát hay làm cái gì đó. Tóm lại là chúng ta đảm nhiệm đó các bạn. Chúng ta tiếp quản, chúng ta đảm nhiệm, kế nhiệm hay là nối nghiệp đó. Ok, take cover. Rồi từ tiếp theo, live on something. Live on something. Cụm động từ tiếp theo. Ồ, cái phần này là cụm động từ rất nhiều các bạn. Là sống bằng cái gì đó, sống bằng một cái gì đó sau này nha. Hay là sống dựa vào cái gì đó, live on something. Đây, nếu bạn sống dựa vào một cái lượng tiền nào đó, điều đó là tiền mà bạn sử dụng để mua một những cái thứ mà bạn cần. Đó các bạn ha. Rồi, rất là dễ. Tiếp theo, lấy ví dụ cho các bạn này. Chúng tôi sống dựa vào rất ít đó, chúng tôi sống dựa vào rất ít tiền đó khi lần đầu tiên chúng tôi kết hôn. Có nghĩa là lần đầu tiên hai người kết hôn là rất là ít tiền, cho nên là khó khăn. Tóm lại thế. Từ số 30, cheat này là động từ, là xử lý hoặc là đối xử. Đây, ứng xử hướng đến một ai đó hoặc là giải quyết cái gì đó theo một cái cách cụ thể, chúng ta gọi là xử lý hay là đối xử đó. Các bạn thấy cái cách chúng ta hiểu từ tiếng Anh người ta giải thích cho chúng ta đó. Rồi, đây. Bố mẹ của tôi đối xử chúng tôi giống nhau, all the same đó các bạn, tất cả giống nhau khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Đó, giống là bình đẳng như nhau á. Anh ấy đối xử với vợ anh ta rất xấu, anh ta đối xử rất là tệ với vợ của anh ta không tốt với vợ đó. Sẽ xa là sai trái, sẽ là sai trái để đối xử với động vật cứ như thể là những con động vật nó không có cảm giác các bạn ạ. Có nghĩa là anh làm như động vật không có cảm giác, anh đối xử động vật rất là tàn nhẫn chẳng hạn. Đó, ok. Rồi, từ số 31, cough. Các bạn xem giải thích này. Đây, chạm khắc đó các bạn. Theo nghĩa tiếng Việt chúng ta đúng là chạm khắc đây này. Làm một cái gì đó bằng cái việc cắt nó ra, đặc biệt là bằng gỗ, cắt gỗ này, cắt đá này, đúng không? Hoặc là cắt nó thành những cái mặt. Đó. Cắt nó thành cái, không phải cắt nó thành cái mặt của đá, cái gỗ vân vân. Đó, chúng ta gọi là nghề chạm khắc đó các bạn. Anh ấy chạm cái tên của ta, anh ấy khắc cái tên của ta trên một cái cây. Yêu cô ta quá, khắc tên của ta lên một cái cây. Ha, các bạn ha. Rồi, 32. 32 chúng ta stage. Nha các bạn nghe kỹ nè, stage này là một danh từ, một phần của một hoạt động hoặc một giai đoạn của sự phát triển. Đó, các bạn hiểu rồi đúng không? Một giai đoạn phát triển các bạn, một phần của một sự của hoạt động hay một giai đoạn đó các bạn. Đây, cái dự án là trong cái dự án á, nó đang ở trong cái giai đoạn nào? Ở trong giai đoạn cuối này, giai đoạn cuối của nó. Nó đang ở trong những giai đoạn cuối và nên được hoàn thành đến tháng 8 này. Có nghĩa là đến tháng 8 này là phải hoàn thành. Đó, bởi vì nó đang ở trong những giai đoạn cuối rồi. Đó, đó, giai đoạn này các bạn ha. Họ đã làm cái giai đoạn cuối của cái hành trình của họ. Hành trình này là hành trình bằng đi bộ đó các bạn. Có người họ cái hành trình này, ví dụ họ đi bộ đến một cái vùng đất nào đó, đây là đến cái giai đoạn cuối rồi này. Giai đoạn cuối này. Ok. Cái cuộc hôn nhân của chúng tôi đã đi là xuyên qua một giai đoạn khó khăn, có nghĩa là trải qua một giai đoạn khó khăn. Ngay lúc này cuộc hôn nhân của chúng tôi đang đi đến một giai đoạn khó khăn. Đó các bạn thấy chưa? Lúc này giống như tiền khó khăn, tiền ít, vợ chồng cãi nhau đó vân vân. Đứa con trẻ nhất của họ đang ở giai đoạn mà ở đó cô ta có thể nói là những cái từ đơn lẻ nhưng không phải là những câu đầy đủ, giống như đứa trẻ mới tập nói đó các bạn, đang ở cái giai đoạn mới tập nói nè, nói những từ những cụm từ thôi, chưa nói thành những câu đầy đủ được. Ok, chúng ta gọi là bước này, giai đoạn này vân vân. Rồi, tiếp tục. Từ tiếp theo là từ số 30, 33, đúng không nào? Đây,
từ 33 của chúng ta. Artifact, đồ tạo tác. Từ này khó cho nên thầy ấy thẳng tiếng Việt cho các bạn dễ hình dung. Artifact, đồ tạo tác, đó là đồ do đôi tay con bàn tay điêu luyện người ta làm ra đó các bạn. Loom là khung cưỡi dệt vải đó các bạn. Loom, danh từ. Rồi, từ này khó là từ 35 này. Versatile là một tính từ. Đây có nghĩa là nhiều tác dụng, đa năng hoặc là nhiều tác dụng cũng được các bạn. Đây, đa năng là một hoạt động đến một cái khác hoặc có khả ở đây xin lỗi các bạn, giải thích này. Có khả năng thay đổi một cách dễ dàng từ một hoạt động đến một hoạt động khác hoặc có khả năng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, nhiều tác dụng đa năng. Đó các bạn thấy chưa, cái cách giải thích rất dễ. Rồi, willow không nhấn mạnh vân không kéo dài nha. Willow cây liễu danh từ. Willow cây liễu. Từ tiếp theo, từ số 37. Charcoal là chì hoặc là than chì. Than chì này là không phải than chì kim loại đâu, than chì để vẽ đó các bạn. Đó, charcoal đó, than chì để vẽ đó các bạn ha. Ok. Và từ cuối cùng của chúng ta, numerous, từ này quá dễ rồi, quá quen thuộc với các bạn này. Numerous tính từ có nhiều hoặc là đông đảo về mặt số lượng này các bạn. Đó, numerous. Ok. Rồi, như vậy là tất cả các từ vựng trong unit 1 này thầy cũng đã giới thiệu xong cho các bạn. Và hy vọng các bạn thích các video này, các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận nhiều video hay ha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo.